Dựa vào ta, Dư Khung giật mình. Làm cái gì? Phương Trần vỗ vỗ Dư Khung bả vai. Tổ huyết thạch, ta muốn ngươi đi thay ta đổi. Dư Khung bắt đầu do dự. Ngạch, ta là hổ, kỳ thật rất không có khả năng trở thành người hữu duyên. Phương Trần tại Dư Khung trước mặt đổ ra một đống linh thạch nói. Khê Vân phủ trước cửa có một tòa trà phường, người mang theo nhất thiên tam bị uống đi. Dư Khung lập tức nghiêm mặt nói, haha, ta mặc dù không thể trở thành người hữu duyên, nhưng hổ hữu duyên nhất định trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nói xong, hắn liền mang theo linh thạch cũng không quay đầu lại rời đi. Thấy thế, Phương Trần khẽ gật đầu. Trên thực tế, trở thành Văn Tử Uyên người hữu duyên chuyện này, Phương Trần cũng không phải không có suy nghĩ qua. Nhưng hắn cảm thấy, lấy chính mình loại này vận thế, muốn trở thành người hữu duyên cũng không lớn khả năng. Dù sao, muốn thật sự là người hữu duyên, lúc đó tiến đến Mộ Vũ lâu thời điểm, Văn Tử Uyên liền nên ra tới. Cho nên, Phương Trần cũng không nghĩ tới tự mình đi đến cửa xin người ta cùng chính mình trao đổi. Hắn dự định nhường cái dung thần thiên Văn Tử Uyên người hữu duyên giúp mình mua hộ, vốn là tìm là Điền Sơn Liễu. Nhưng Điền Sơn Liễu nói loại chuyện này không được, Văn Sư Huynh sẽ không đáp ứng chính mình cho rằng người hữu duyên thay người khác làm việc. Nếu muốn trao đổi tổ huyết thạch, Phương Trần vẫn là được bản thân tự mình đi một chuyến. Về sau, Điền Sơn Liễu còn nói Phương Trần nếu là muốn cho yêu sùng mua tổ huyết thạch mà nói, kỳ thật có thể trực tiếp nhường yêu sùng đi. Nàng cho rằng, Phương Trần khẳng định là muốn cho Dực Hung dùng tảng đá kia, đã như vậy, chuyện đương nhiên nhường Dực Hung trực tiếp đi mới đúng. Nghe nói như thế, Phương Trần không có giải thích tảng đá kia đến cùng là cho ai dùng, chỉ là cùng Điền Sơn Liễu nói lời cảm tạ. Đúng thôi, ta mua hộ không được, liền để Âu Hoàng đi. Mà lại, yêu thú muốn mua tổ huyết thạch, rất hợp tình hợp lý mà. Dù sao người bình thường ai sẽ dùng tổ huyết thạch. Chào Dực Hung sau khi rời đi, Phương Trần liền tìm tới Mộ Vũ lâu người, mua tàng tâm quả. Đối phương vốn là không nghĩ nhận lấy, nhưng bởi vì Phương Trần cho giá tiền là hợp lý giá thị trường, sau đó đã thu. Cầm hết tàng tâm của về sau, Phương Trần cười híp mắt rời đi Mộ Vũ lâu, tiến về phía dưới một cái mục đích chỗ, đồng thời không quên hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, cái này tàng tâm của quá kiên cố, ta không cách nào tiêu hủy, có thể có cái gì đại thừa bí pháp có thể tu tập, để cho ta hung hăng tiêu hủy nó. Hệ thống hồi đáp, mời ký chủ yên tâm, lấy ngài thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể tùy ý tiêu hủy tàng tâm quả. Phương Trần nói hiêu nói vượn, nhưng là, ta cảm giác được một cỗ lực lượng không thể kháng cự, tại ngăn trở ta. Hệ thống, tại một đường vô hiệu lừa gạt bên trong, Phương Trần đi tới Túc Tình Quật, nhìn lấy cái này tĩnh mịch địa quật cửa vào, Phương Trần cau mày, hắn ngược lại không phải là lo lắng nguy hiểm. Chủ yếu là cái tên này, tăng thêm dung thần thiên đặc thù tính, hắn lão cảm giác trong đó có một loại cảm giác quái dị. Sẽ không phải là chơi cái gì đặc thù đam mê địa phương tốt à? Địa quật, buộc tình, trói buộc loại. Phương Trần tả mi chọn xong phải lông mày chọn, lặp đi lặp lại suy tư, vẫn là cảm giác nơi này liền sẽ không là đứng đắn gì địa phương. Sau đó, Phương Trần đi vào địa quật. Vừa đi vào thời điểm, 10 phần hắc ám, súng chút nữa hành tẩu một lát sau, trước mắt liền xuất hiện hai tên hộ vệ. Hộ vệ nhìn đến Phương Trần, mặt không biểu tình. Tại hộ vệ đằng sau thì là một cánh cửa. Phương Trần mở cửa lớn ra, trước mắt liền phát sáng lên. Cái này cái nào là địa quật á? Phương Trần khóe miệng khẽ động, hắn rất khó lý giải vì sao nơi này sẽ là như vậy. Chỉ thấy tại trước mắt hắn, một tòa bị quang mang bao phủ cung điện màu xanh lam đang lẳng lặng bò lồm ngồm. Đại điện màu lam cũng không phải dung thần thiên phổ biến loại kia như nước mềm mại màu lam, mà chính là lộ ra một cỗ lạnh lùng cảm giác. Phương Trần không khỏi sờ lên cằm, cùng Vô Tình Kiếm Đạo giống nhau đến mấy phần. Tăng Tính thản nhiên nói, ta đích xác cảm thấy mấy phần thân thiết. Đúng lúc này, một tên thân mặc trường bào, bộ dạng ngay ngắn trường bào nam nhân trẻ tuổi theo cung điện màu xanh lam bên trong đi ra, khẽ cười nói, Phương Trần truyền, xin lỗi, không có thể kịp thời ở trước cửa nghênh đón, là Vương Mộ thất lễ. Phương Trần tới thời điểm, cùng Mộ Vũ lâu người nghe qua chính mình địa phương muốn đi, cho nên đối phương giúp mình sớm hẹn trước. Phương Trần cười nói, Vương Tổng Quản, không có việc gì, là vấn đề của ta, không có sớm nói. Vương Tân cười cợt, Phương Công Tử thật sự là nhân hậu, cái kia đã như vậy, không bằng liền từ Vương Mỗ mang ngài thăm một chút Túc Tình Quật. Được, Phương Trần gật đầu, hai người một trước một sau tiến nhập cung điện màu xanh lam. Sau khi tiến vào, Phương Trần mới phát hiện nơi này toàn bộ đại điện đều là màu trắng, theo trần nhà, mặt tường lại tới mặt đất, không có chỗ nào mà không phải là màu trắng. Phương Trần thậm chí có một loại chính mình tiến vào bệnh viện cảm giác, mà ở chỗ này, có phiến phiến khóa chặt cửa phòng. Phương Trần tò mò hỏi, xin hỏi Vương Tổng Quản, đây đều là làm cái gì? Đây là buộc tình. Vương Tân giải thích nói, dung thần thiên tu sĩ, bởi vì dung tình cực sâu, có lúc sẽ có quá kích liệt biểu hiện, ảnh hưởng tu luyện, liên cần đến thuốc tình quật điều dưỡng một phen. Mặt khác, còn có một số người, bởi vì cùng chỉ ái âm dương lưỡng cách, không cách nào tiêu tan, thậm chí ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, cũng tới thuốc tình quật chữa thương. Phương Trần anh một tiếng, lập tức thở dài nói, thì ra là thế. Vương Tân lại nói, có điều, giống tâm tình quá kịch liệt, đạo lữ chết đi vẫn là số ít, ở chỗ này chịu thương đại đa số đều là bởi vì truy cầu thất bại, bị ngưỡng mộ trong lòng người từ bỏ. Phương Trần nhất thời lâm vào trầm tư, nha, ta đã hiểu, nguyên lai thuốc tình quật là cái thất tình thánh địa. Sau đó, Phương Trần hỏi thăm Tàng Tính.
Ta muốn không để Nhất Thiên Tam điểm hóa ngươi về sau, đưa ngươi đi vào nơi này. Tàng Tĩnh thản nhiên nói. Không cần, ta rất bình thường. Phương Trần, chính ngươi tin sao? Tàng Tĩnh thản nhiên nói. Có thể đừng nói nữa sao? Sau đó, Phương Trần tham quan hết Thúc Tình Quật về sau, liền cho thấy ý đồ đến. Vương Tổng Quản, ta đến Thúc Tình Quật là muốn trao đổi một gốc dược tài. Vương Tân cười hỏi, dược liệu gì? Chính là, Phương Trần vừa muốn nói. Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một đạo tê tâm liệt phế gọi tiếng. Anh, Khê Vân Phủ, Nặng Xanh Trà Phường. Dược Hùng ngồi tại trong đại sảnh, trong tay là ngâm mình ở trong trà Nhất Thiên Tam. Trà Phường lão bản đối Dược Hùng tất cung tất kính. Bởi vì, Phương Trần mấy ngày nay mang theo Dược Hùng nghênh ngang trên đường đi dạo. Mộ Vũ Thành bên trong không ít thế lực đã biết Dược Hùng thân phận. Giờ này khắc này, Dược Hùng trong miệng chính nhai mong nhai trong ngóng, ánh mắt nhìn chằm chằm Khê Vân Phủ rộng rãi khí phái cổng, nhíu chặt mày. Dược Hùng chính đang suy tư, thế nào mới có thể cùng Văn Tử Uyên hữu duyên đâu? Đợi chút nữa trực tiếp đến cửa bái phòng sao? Bây giờ gặp mặt khẳng định không khó, nhưng khó liền khó tại nói thế nào mới có thể để cho Văn Tử Uyên sinh ra một loại hữu duyên cảm giác. Bắt người tay ngắn, uống người nhu nhược, đã cầm Phương Trần linh thạch, Dược Hùng tự nhiên là muốn đem sự tình làm thỏa đáng. Mà liền tại Dược Hùng tự hỏi thời điểm, đột nhiên, hắn ánh mắt xéo qua nghiêm mắt nhìn cả một đạo thân ảnh quen thuộc, một thân váy trắng, mang kiếm mà đi, chính là Khương Ngư Nghi. Nó xuất hiện về sau, thẳng đến Khê Vân Phủ cửa chính. Thấy thế, Dược Hùng ngây ngẩn cả người. Khương Ngư Nghi, nàng tới nơi này làm gì? Không phải đang bế quan sao? Dược Hùng, Nhất Thiên Tam, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vốn là dự định trực tiếp tiến vào Khê Vân Phủ, Khương Ngưng Y tại phát hiện Dược Hùng thân ảnh lúc, lộ ra mấy phần kinh ngạc, sau đó bị lệch phương hướng đi tới. Dược Hùng tại một đám người trà phường bên trong quá chói mắt, không có cách nào, người bình thường ai có thể xem nhẹ một cái ngồi trên bàn uống trà lão hổ. Nhìn lấy Khương Ngưng Y đi đến trước mặt mình, Dược Hùng cười khan một tiếng trao hỏi, "Khương Chân Truyền, chúng ta bây giờ ở chỗ này uống trà, dự định nhìn xem có thể hay không cùng Khê Vân tiên sinh ngẫu nhiên gặp." Nhìn đến Dược Hùng đều tại Khê Vân phủ trước cửa, còn nói nhớ cùng Văn Tử Uyên ngẫu nhiên gặp. Khương Ngưng Y không khỏi bật cười, khó trách Dược Hùng cùng Phương Sư Huynh ngay từ đầu quyết đấu sinh tử, hiện tại quan hệ còn có thể tốt như vậy, tính cách này của thực giống như đúc. Lập tức, Khương Ngưng Y hỏi, cái kia Phương Sư Huynh đâu? Dược Hùng, chân ca có việc, chúng ta liền đơn độc hành động. Khương Ngưng Y giật mình, lập tức cười nói, ta có liên lạc Khê Vân tiên sinh đạo lữ Lý Yên tiền bối, muốn đi vào hỏi một chút nàng có thể hay không trao đổi tổ huyết thạch, các ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Ta cảm thấy bằng vào ta một người khả năng đổi không đến tổ huyết thạch, nếu là có người trợ giúp, muốn đến xác suất thành công sẽ gia tăng thật lớn. Nghe vậy, Dược Hùng lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tốt tốt, Khương Ngưng Y mời Dược Hùng cùng một chỗ tiến vào Khê Vân Phủ, cũng không phải nghĩ đến Dược Hùng tài có thể lại càng dễ thành công. Nàng là nghĩ đến Dược Hùng là thay Phương Trần làm việc, đã như vậy, nàng tới lấy tổ huyết thạch đồng thời, thuận tiện giúp Dược Hùng một thanh, nhưng hắn có thể cùng Phương Trần bàn giao. Đây cũng là tiêu trừ lẫn nhau quan hệ giữa. Dù sao, nàng cũng nhìn ra được, tiểu lão hổ một mực rất sợ nàng. Trên thực tế, Khương Ngưng Y mấy ngày nay không có đi đầu giá hội, đều là đang tìm Tiêm Vân Tiên Tử, để cho nàng giúp đỡ tìm Lý Yên. Nàng nhìn Phương Trần tựa hồ bởi vì Văn Tử Uyên quái dị tác phong làm việc mà có từ bỏ tổ huyết thạch suy nghĩ, cho nên liền dự định giúp đỡ Phương Trần. Về sau, nàng càng nghĩ, liền cảm giác lấy Lý Yên làm điểm vào tựa hồ không tệ. Văn Tử Uyên xuất thân dung thần thiên chính thống, đám người này đặc điểm cũng là thâm tình một lòng, cái kia Lý Yên thân là đạo lữ của hắn, muốn đến cầm cái tổ huyết thạch cũng không khó. Mà sự thật cũng đúng như Khương Ngưng Y suy nghĩ, muốn cầm tổ huyết thạch vô cùng đơn giản. Lý Yên cùng Tiêm Vân Tiên Tử đã từng có giao tình, bây giờ bạn cũ chi đồ tìm tới cửa, Lý Yên tự nhiên hoan nghênh. Huống chi, coi như không có Tiêm Vân Tiên Tử cái này quan hệ, Khương Ngưng Y cùng Phương Trần tiềm lực cực mạnh, nàng cũng rất muốn đầu tư. Tu tiên giới là cái vô cùng hiện thực địa phương, mà có tiềm lực có bối cảnh tu sĩ, ở đâu đều là cực được hoan nghênh. Bởi vì, tiềm lực đại biểu tương lai thực lực, bối cảnh thay bề ngoài thực lực bây giờ. Cả hai đều có thực người, tất nhiên leo lên tương lai đỉnh phong vị trí. Cho nên, trên thực tế, theo Phương Trần đập đi tụ khí đan thời điểm, Lý Yên đã cảm thấy nếu là Phương Trần muốn tổ huyết thạch, đổi cho hắn liền rất hoàn mỹ. Nhưng Văn Tử Uyên chậm chạp không có hành động, luôn luôn phản phục nhắc tới duyên. Mà Lý Yên cũng không thể xác định không có bất kỳ cái gì hành động Phương Trần đến cùng phải hay không muốn tổ huyết thạch, cho nên cũng không có chủ động đến cửa. Dù sao, Phương Trần cùng Văn Tử Uyên tại mỗi người cái kia bối phận, đều là thánh tử chi tư, sau lưng sư tôn đoán chừng thực lực cũng kém không nhiều, thân phận có thể nói là cùng cấp. Mà bởi vì Văn Tử Uyên tu vi sau Phương Trần mạnh, nói là tiền bối cũng không đủ. Cho nên, Lý Yên mặc dù muốn trao đổi, nhưng cũng cho là mình nếu là trông mong đưa tới cửa muốn trao đổi, cũng sẽ rơi mất nhà mình hôn phu thân phận. Bây giờ, Khương Ngưng Y đưa ra muốn chủ động đưa ra trao đổi tổ huyết thạch, Lý Yên vừa vặn thuận sườn núi xuống lửa đáp ứng, cái này mới rốt cục dễ chịu. Sau đó, Dược Hùng đứng dậy tính tiền, cùng Khương Ngưng Y rời đi. Thời điểm ra đi, Dược Hùng thuận miệng đối Nhất Thiên Tam nói ra, không cho phép cùng trúc cơ phía dưới tu sĩ nói chuyện.
Đi qua mấy ngày nay nín thở hành trình về sau, Dư Khung cảm thấy để cho Nhất Thiên Tam luôn kìm nén cũng không tốt lắm, tựa hồ không quá công bằng, cho nên hắn hơi thấp xuống một chút yêu cầu. Nhất Thiên Tam, tốt, mà sau lưng đi qua mấy tên đường người nhất thời nhíu mày, lộ ra thần sắc tức giận. Chúng ta luyện khí tu sĩ làm gì ngươi? Khê Vân Phủ, Khương Ngưng Y mang theo Dư Khung ở trước cửa hộ vệ nghiệm chứng sau đó, lên một đường thông suốt, nối thẳng Khê Vân Phủ phòng khách chính. Dư Khung cầu nệ cùng Khương Ngưng Y song song đi tới, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, càng xem càng hoang mang. Khê Vân Phủ chiếm diện tích cực lớn, bên trong kỳ chân dị bảo rất nhiều, mà lại mỗi một gốc linh thực, mỗi một khối đá đơn độc sách đi ra đều là cực đẹp, nhưng ghép lại với nhau liền có một loại loạn thất bát tao mỹ cảm. Cũng tỷ như Dư Khung vừa đi qua cái này, một đầu thạch tượng trên cổ phủ lấy một cái vòng vàng trên khảm 99 đóa hoa, mà mỗi một đóa hoa đều bị người lấy thuật pháp cố định một cái điêu khắc đùi gà ở phía trên. Dư Khung thấy cảnh này vòng vàng tượng cùng đùi gà hoa lúc cực kỳ mê hoặc. Đây là cái gì tạo hình? Dực Thiều, xin lỗi, lão gia nói dạng này bày đặt mới cùng hắn hữu duyên. Lúc này, phía trước dẫn đường một tên lão giả râu bạc trắng khom lưng làm vừa cười vừa nói. Nghe được Dực Thiều xưng hô thế này, Dực Khung ngây ngẩn cả người, lập tức hắc hắc cười không ngừng. Ai nha, văn quản gia, ta đều hiểu, ta đều hiểu. Ta nhìn cái này cũng nhìn rất đẹp nha, so Càn Khôn Đảo tốt hơn nhiều. Văn quản gia nghe nói như thế, gượng cười nghiêm trọng hơn. Một bên Khương Ngưng Y nhịn không được cười lên. Một lát sau, các nàng đi đến phòng khách chính. Một tên sớm đã tại trước cửa đừng để áo tím mỹ phụ liền cười mỉm tiến lên đón, thân thiết giữ chặt Khương Ngưng Y tay. Ngưng Y à, ta chính là người Yên Di. Wow, đã lâu không gặp, ngươi đều lớn như vậy. Nghe được Lý Yên xưng hô, Khương Ngưng Y lễ phép cười nói, bái kiến Yên Di, sư tôn cũng nói rất lâu không cùng ngài gặp mặt, rất là tưởng niệm. Nhưng bởi vì Đạm Nhiên Tông bây giờ công việc phức tạp, sư tôn thoát thân không ra, cho nên liền nâng ta để diễn tả áy náy cùng tưởng niệm. Nói xong, Khương Ngưng Y lấy ra cho Lý Yên lễ gặp mặt, đồng thời tâm bên trong đang suy nghĩ một việc đến. Nàng làm sao nhớ đến chính mình giống như là lần đầu tiên cùng Lý Yên gặp mặt. Nghe vậy, Lý Yên nhận lấy lễ vật nụ cười càng sâu. Tốt tốt tốt, không có việc gì không có việc gì, bận bịu điểm mới tốt, không giống ta, mỗi ngày rảnh rỗi như vậy. Sau đó, Lý Yên nhìn về phía Dư Khung. Dư Khung vội nói, bái kiến Yên Di, vãn bối Dư Khung. Nhất Thiên Tam nói, bái kiến Yên Di, vãn bối Nhất Thiên Tam. Thấy thế, Lý Yên nụ cười không giảm, nhưng trong lòng lại là máy động. Nhánh cây này cùng yêu hồ không phải Phương Trần yêu sủng sao? Vì sao yêu sủng tại cái này, Phương Trần lại không ở đây? Chẳng lẽ Phương Trần truyền tâm có bất mãn, không muốn đến cửa bái phòng? Cũng không đúng, nếu là thật sự có bất mãn, làm gì tại đầu giá hội trước mặt mọi người chủ động vỗ xuống một khóa không chỗ dùng chút nào tủ khí đan để diễn tả thiện ý đâu? Nghĩ tới đây, Lý Yên liền làm bộ chính mình không biết cái này hổ cây là Phương Trần yêu sủng, tiếp tục cười nói. Các người tốt nha, Dực Hung, Nhất Thiên Tam. Đúng rồi, Ngưng Y, đây là người yêu sủng sao? Làm sao lại như thế thông minh cơ linh? Rất làm cho ta thích. Nghe vậy, Dực Hung đấy lòng cười hắc hắc. Nhà ngươi quản gia đều quản ta hô Dực Thiếu, ngươi còn trang không biết, lừa ai đó. Nhưng Dực Hung cũng giả giả không biết, giả trang ra một bộ hồn nhiên đáng yêu bộ dáng, trợn tròn mắt nhìn lấy Lý Yên. Khương Ngưng Y nghe vậy, nghe được Lý Yên nói bóng gió, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt ý cười nói, Yên Di, đây là Phương Sư Huynh yêu sủng. Phương Sư Huynh bởi vì có việc, còn tại Mộ Vũ Lâu phụ cận, mà lại, bởi vì ta muốn cho hắn một phần kinh hỉ, cho nên hắn không biết ta đến Khê Vân Phủ. Nghe nói như thế, Lý Yên sững sờ, trợn nụ cười nhất thời rực rỡ được. Tốt tốt tốt, nguyên lai Phương Chân Truyền không phải bất mãn, mà chính là tiểu tình nữ làm kinh hỉ đúng không? Không tệ không tệ, có ta dung thần thiên chi tư. Sau đó, mọi người tiến vào phòng khách chính, Lý Yên liền sai người đi đem tổ huyết thạch lấy ra. Lý Yên cười mỉm mà đối với Khương Ngưng Y nói ra, người Văn Thúc Thúc đã nói với ta, tổ huyết thạch sự tình do ta làm chủ liền có thể. Khương Ngưng Y nghe nói như thế, tâm liền an định xuống tới, nói, đa tạ Yên Di, không biết một cái hợp đạo của có thể hay không đổi lấy tổ huyết thạch. Hợp đạo của chính là lúc trước Lăng Tu Nguyên cầm lấy đi đưa cho Phương Cửu Đình cùng Ôn Tú Thiên Tài địa bảo. Khương Ngưng Y theo Tiêm Vân Tiên Tử trong tay muốn một cái, lấy truyền tống trận đưa tới, dùng cái này lấy ra làm trao đổi, vừa vặn thích hợp bây giờ Văn Tử Uyên sử dụng. Tiêm Vân Tiên Tử mặc dù mình chỉ có một cái hợp đạo của, vẫn là trải qua trăm cay nghìn đắng mới cầm tới, nhưng nghe đến Khương Ngưng Y là vì cho Phương Trần đổi tổ huyết thạch, tự nhiên nguyện ý lấy ra. Nàng không biết Phương Trần muốn tổ huyết thạch đến cùng vì làm cái gì, nhưng nàng chỉ biết là đây là Phương Trần muốn, nàng phải hỗ trợ. Nguyên nhân rất đơn giản, Lăng Tu Nguyên đối Phương Trần rất xem trọng, trợ giúp Phương Trần thì tương đương với trợ giúp Lăng Tu Nguyên. Đến lúc đó, nàng viên này hợp đạo của hoàn toàn có thể tìm Lăng Tổ Sư chi trả. Mặt khác, nàng còn muốn cầm sự kiện này làm bảo mệnh phù. Đến lúc đó, nàng sẽ cùng Lăng Tu Nguyên điên cùng bán thảm, nói mình vì giúp Phương Trần, phí hết sức khỏe lớn đến đâu mới lấy được một cái hợp đạo của. Sở dĩ như vậy, chỉ vì Lăng Cô sẽ biết Lăng Tu Nguyên đạo niệm cho Phương Trần quỳ xuống chuyện này là nàng nói lộ ra miệng. Mà nàng còn nhớ rõ, Lăng Tổ Sư ban đầu ở Đạm Nhiên Điện bên trong nói qua, ai dám đem tổ tiên quỳ xuống chuyện này nói ra, hết thầy đưa đi đào quáng. Nàng lại không muốn đi. Đủ rồi,
Lý Yên cười gật đầu, tổ huyết thạch là đối đỉnh cấp đại yêu đều có tác dụng đồ vật, theo lý thuyết, so hợp đạo của còn muốn đáng tiền. Nhưng là, cùng yêu giới đỉnh cấp đại yêu làm giao dịch, mạo hiểm trình độ cao hơn rất nhiều, mà lại, người không thể nào từ đó thu hoạch giao tình. Cho nên, trừ phi là có bảo vật gì chỉ có thể theo đỉnh cấp đại yêu trong tay thu hoạch được, nếu không, người bình thường tộc cũng không thể nào chạy tới cùng yêu giới làm trao đổi. Hai tướng cân nhắc phía dưới, Lý Yên tự nhiên là nguyện ý lấy ra cùng Khương Ngưng Y làm trao đổi. Sau đó, mọi người liền tại Khê Vân Phủ bên trong nghỉ ngơi, hách sáo hàn huyên, chờ chứa tổ huyết thạch hộp vừa bưng lên về sau, Khương Ngưng Y thả phía dưới một cái hộp, liền cùng Lý Yên cáo từ. Song phương đều không có ngay trước mặt của đối phương mở ra hộp kiểm tra. Đợi nghe được trước cửa hộ vệ truyền Khương Ngưng Y đã rời đi về sau, Lý Yên mới cảm khái nói. Cái này Khương Chân truyền thật là hiểu rõ nhân tình thế thái, ta nguyên lai tưởng rằng nàng tuổi còn trẻ, sẽ chỉ là cái kiếm tên điên. Trên thực tế, Lý Yên cũng là cùng Khương Ngưng Y lần thứ nhất gặp mặt, lúc trước nói tới đã lâu không gặp, chỉ là nàng thuận miệng chuyện phía mà thôi. Theo lời đồn đại, Khương Ngưng Y một lòng tu kiếm, không hỏi thế sự, cùng Đạm Nhiên Tông bên trong các đệ tử cũng không lui tới. Nàng nguyên lai tưởng rằng dạng này người lại là cái quái gở kiếm tu, nhưng hôm nay thấy, mới biết không phải là chuyện như vậy. Lúc này, Văn Tử Uyên từ phía sau chậm rãi đi ra, cười cảm khái nói, Yên Nhi, chúng ta đã là người tu tiên, cần gì phải cái gì nhân tình thế thái, ngược lại là cho mình tăng thêm chút gánh vác mà thôi. Nghe nói như thế, Lý Yên chọn nhìn Văn Tử Uyên liếc một chút. Đúng, đại thiên tài, người không cần nhân tình thế thái, là có sư tôn chỗ dựa. Ta một cái nho nhỏ tu sĩ, không cần nhân tình thế thái mà nói, cao ngạo cô lãnh làm sao tại tu tiên giới sống sót. Văn Tử Uyên bật cười nói, không cần nhân tình thế thái, không có để ngươi cao ngạo cô lãnh, không kiêu ngạo không tự ti không phải tốt, ta chỉ là sợ ngươi ủy khuất, nếu là ngươi không muốn làm, cũng không ai có thể nói chúng ta cái gì, thật đến muốn cúi đầu thời điểm, để cho ta tới là được. Lý Yên hừ một tiếng, ngược lại là cũng không nói gì. Sau đó, Văn Tử Uyên cảm khái nói, có điều, nếu là ngươi hôm nay không đem cái này tổ huyết thạch cho Khương Ngưng Y, chỉ sợ ta chính mình cũng muốn đi tìm một chuyến phương trần. Nói chuyện, hắn phất tay, bố trí súng trùng điệp trận pháp. Nghe nói như thế, Lý Yên hơi sững sờ. Vì sao? Ngươi cái này gỗ chẳng lẽ lại hiện tại cảm thấy ngươi cùng phương trần hữu duyên sao? Lý Yên lời này vốn là chế nhạo ngữ điệu, ai ngờ Văn Tử Uyên khẽ gật đầu. Không sai, vì sao? Cái này đến phiên Lý Yên khó hiểu. Văn Tử Uyên nói ra, bởi vì vừa rồi Tinh Dạ tổ sư trở về tông môn, triệu ta gặp nhau, hắn nói hắn cùng thải bổ tông tặc tử đại chiến một trận, bị thương thật nặng. Cái khác tổ sư lại bởi vì tông môn chí bảo dị động bị hao tổn, không cách nào tự do hành động. Cho nên, hắn hy vọng ta cùng sư tôn nói một tiếng, đến lúc đó thiên ma chiến trường sự tình sau khi kết thúc, sư tôn có thể tới tông môn thủ hộ một đoạn thời gian. Nói đến đây, Văn Tử Uyên trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc cổ quái. Cái gì? Nghe nói như thế, Lý Yên quá sợ hãi. Tinh Dạ tổ sư bị thải bổ tông kẻ trộm đánh thành bị thương nào? Bởi vì vì chuyện gì? Thế nhưng là bởi vì 10 ngày trước đại động tĩnh, trong miệng nàng đại động tĩnh chỉ cũng là thất tình lục dục phiến bị kéo tới một lần kia. An tâm trở vội, gặp Lý Yên quá sợ hãi, Văn Tử Uyên cười vỗ vỗ đầu vai của nàng, nói, chỉ là Tinh Dạ tổ sư nói mình trọng thương mà thôi. Cái này vừa nói, Lý Yên sắc mặt thoáng một lần, lập tức phẩm ra tương lai, nhất thời giới cười một tiếng. Tinh Dạ tổ sư, thật thích nói diễn, cái kia chắc hẳn thải bổ tông người không dễ chịu à? Văn Tử Uyên thần sắc cổ quái gật đầu. Khó mà nói, dù sao Tinh Dạ tổ sư nói lưỡng bại câu thương, trong thời gian ngắn, hắn cùng thải bổ tông người đều cần thời gian dài bế quan, không cách nào đi ra hành động. Lý Yên nhất thời muốn nói lại thôi, cái này Nhạc Tinh Dạ thật là lão hồ ly. Nói là nói lưỡng bại câu thương, trên thực tế đoán chừng chỉ có thải bổ tông người không thể hành động á. Nàng xem như đã nhìn ra, vài ngày trước, thất tình lục dục phiến bị kéo tới sự tình, đoán chừng là thải bổ tông bị Nhạc Tinh Dạ tính kế. Sau đó, hiện tại Nhạc Tinh Dạ lại tính kế đối phương, thải bổ tông tổ sư lại lần nữa ăn thiệt thòi. Sau cùng, Nhạc Tinh Dạ còn dự định tính kế Văn Tử Uyên sư tôn, cũng chính là Dung Thần Thiên đại thừa đỉnh phong tổ sư đến Kinh Hoài Tự. Kinh Hoài Tự bởi vì tu hành chi đạo cùng Dung Thần Thiên không phù hợp, sớm đã rời đi Dung Thần Thiên, một mình sinh hoạt, chỉ có giống thiên ma chiến trường dị động loại đại sự này mới sẽ kinh động hắn. Dựa theo thường ngày, Kinh Hoài Tự liền Dung Thần Thiên đều sẽ không trở về. Nhưng, Nhạc Tinh Dạ hiện tại rõ ràng là tính kế người khác, thế mà còn mượn đề tài để nói chuyện của mình, còn muốn đem Kinh Hoài Tự câu trở về. Thật sự là lão hồ ly một đầu à? Lý Yên nhìn về phía Văn Tử Uyên. Cái kia đã như vậy, ngươi cảm thấy ngươi sư tôn sẽ đáp ứng không? Hoài Tự tổ sư cũng không phải dễ dàng như vậy mắc lừa người. Nghe vậy, Văn Tử Uyên cười cợt nói, ta cũng là như thế cùng Tinh Dạ tổ sư nói. Nhưng Tinh Dạ tổ sư nói, sư tôn ta khẳng định sẽ tới. Nguyên nhân rất đơn giản, đoạn thời gian trước đại động tĩnh là Phương Trần gây ra. Nghe nói như thế, Lý Yên thay đổi cả sắc mặt. Anh. Sau đó, Văn Tử Uyên liền đem hôm đó phát sinh sự tình, bao quát chúng tổ sư quỳ xuống sự tình đều nói đến rõ ràng. Lý Yên trắng bạch cả mặt. Cái gì? Giờ khắc này, nàng người đều ngu dại. Anh, ngoại tông chân truyền bị ta tông chí bảo cưỡng ép kéo vào. Nhà ta các vị tổ tiên trong ngoại tông chân truyền quỳ xuống chỉ điểm.
Vì sao muốn quỳ xuống á? Các vị tổ tiên dự định làm gì á? Loại chuyện này làm sao có thể á? Xấu hổ, bởi vì một số hổ lang chi từ bị đánh trở về, về sau không dám vượt giới, muốn không phải xuống tới mua tương hương latte, ta dành thời gian nhìn thoáng qua cà chua, ta cũng không biết không có phát ra tới. Văn Tử Uyên nhìn lấy Lý Yên vẻ mặt này, liền biết nàng nghĩ sai, vừa cười vừa nói, không cần kinh ngạc như thế, dù sao tổ tiên hóa thân chỉ là đạo niệm mà thôi, rất không có khả năng lại là những sự tình kia. Huống chi, đây cũng không phải là ta muốn nói với ngươi chuyện trọng điểm. Lý Yên cảm thấy có lý, tạm thời tỉnh táo một chút. Văn Tử Uyên nói tiếp, Phương Trần kiêm cả Dung Thần Thiên cùng Thái Bổ Tông hai loại truyền thừa, lại mức độ cực cao, có thể nói là Dung Thần Thiên từ trước tới nay từ chất đệ nhất nhân cũng không đủ. Dạng này người xuất hiện, Tinh Dạ Tổ Sư nói sư tôn nhất định sẽ trở về một chuyến. Cho nên, Tinh Dạ Tổ Sư đã chuẩn bị xong. Hắn nói đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp bế quan, để cho ta phụ trách đem tất cả tin tức lan truyền cho sư tôn. Dạng này có thể nhường sư tôn tại Dung Thần Thiên đợi một đoạn thời gian. Mà lại, Phương Trần còn đáp ứng vấn tình tiền bối, đem thất truyền thất tình lục dục giao dung đại pháp giao cho chúng ta, để cho chúng ta nếm thử thu hồi thất tình lục dục phiến, bổ túc thịnh thế mỹ cảnh. Mà hắn tại Dung Thần Thiên đợi 3 ngày, theo tin đồn, có trưởng lão rõ ràng cảm giác thịnh thế mỹ cảnh so trước kia khí tức càng sinh động. Rất hiển nhiên, hắn đến, mang cho chúng ta Dung Thần Thiên quá nhiều tiên duyên. Có điều, làm ra bực này ban ơn cho ta Dung Thần Thiên tương lai vô số đời sau con cháu việc thiện, Phương Trần hắn, lại cái gì đều không cùng chúng ta cầm. Ai, chúng ta Dung Thần Thiên thiếu Phương Trần không nhỏ ân tình à? Nghe nói như thế, Lý Yên rung động, nàng không nghĩ tới, thế gian lại có như thế khẳng khái vô tư người. Đây chính là Đạm Nhiên Tông chân truyền khí phách sao? Tài Nhược Ngọc Thụ, Đức Như Chi Lang, cử thế giai chọc, duy tha độc thanh. Khó trách hắn có thể gọi tiểu xích tôn, hoàn toàn xứng đáng á. Lý Yên lẩm bẩm nói, hắn như thế vô tư, từ chất lại kinh người như thế. Cho nên, đây chính là ngươi cảm thấy ngươi cùng Phương Trần hữu duyên lý do sao? Nàng có thể hiểu được Văn Tử Uyên. Nếu là đổi thành chính mình, nghe được Phương Trần cái này sự tích về sau, chỉ sợ cũng phải cảm thấy mình cùng Phương Trần cực kỳ hữu duyên. Nghe vậy, Văn Tử Uyên nghi ngờ nói, không phải à, ngươi phu quân ta làm sao lại như thế nông cạn? Nghe nói như thế, Lý Yên sững sờ, vậy là ngươi lý do gì? Vậy dĩ nhiên là, Văn Tử Uyên đang khi nói chuyện lộ ra mấy phần ngạo mễ cùng tự đắc. Phương Trần tứ chất kinh người, còn tập được hai pháp truyền thừa, có thể xưng ta tông thánh tử, nhưng lại bởi vì trở thành Đạm Nhiên Tông chân truyền, cùng ta tông thánh tử vị trí vô duyên. Ta tư chất mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng coi như tập được âm dương gia hợp truyền thừa, từng may mắn thắng được thánh tử chi tranh, nhưng ta đồng dạng cùng ta tông thánh tử vô duyên. Cho nên, ngươi nhìn, ta cùng hắn, có nhiều duyên à? Cái này vừa nói, chính chuyên chú lắng nghe Lý Yên sắc mặt lập tức liền cứng đờ, nàng cảm giác mình vừa mới nghiêm túc cùng ngưng trọng toàn bộ cho cháu an. Nàng nhìn chằm chằm dương dương đắc ý Văn Tử Uyên một lát sau, bỗng nhiên quay đầu rời đi. Thấy thế, Văn Tử Uyên ngây ngẩn cả người, vội vàng đuổi theo. Nương tử, ngươi vì sao không nói một lời? Đầu óc ngươi có vấn đề, ta mặc kệ ngươi. Lời ấy sai rồi, nương tử. Cùng lúc đó, Khương Ngưng Y, Dực Hung, Nhất Thiên Tam về tới Vân Tâm Viện. Vừa đến Vân Tâm Viện, Dực Hung liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Khương Ngưng Y. Mới vừa từ Khê Vân Phủ lúc đi ra, hắn đã cảm thấy không được bình thường. Khương Ngưng Y tại bên cạnh mình một mực mặt không biểu tình. Nó nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tỉ mỉ cảm ứng lúc, mơ hồ còn có một loại nhàn nhạt sát khí. Nếu không phải là mình thiên phù đến, tất nhiên là không phát hiện được cái kia phần sát khí. Cái này khiến Dực Hung có chút không nghĩ ra, càng không dám cùng Khương Ngưng Y nói chuyện. Mà Khương Ngưng Y vừa vào cửa liền không nói hai lời thẳng đến trong nội viện sông nhỏ, lấy ra yên cảnh liền trực tiếp ném tới trong nước. Thấy thế, Dực Hung cả kinh trừng to mắt. Làm cái gì vậy? Tung bay ở trên mặt nước yên cảnh yếu ớt nói. Chủ nhân, ta sai rồi. Hừ, Khương Ngưng Y hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Vừa mới, tại nàng và Lý Yên nói ra bản thân là vì cho Phương Trần chuẩn bị kinh hỉ mà đến thời điểm, yên cảnh lại bắt đầu. Khương Ngưng Y không quá nguyện ý hồi tưởng những cái kia tiếng thét chói tai, chỉ cảm thấy bị làm cho đầu óc đau, cho nên vừa về tới Vân Tâm Viện cũng chỉ nghĩ đem yên cảnh ném tới trong nước. Ném hết yên cảnh về sau, Khương Ngưng Y đi đến Dực Hung bên cạnh, nhìn tiểu lão hổ một bộ câu nệ sợ hãi nhưng không nói lời nào dáng vẻ, nàng không khỏi vội ho một tiếng, giải thích một chút chính mình tại sao lại đột nhiên ném kiếm. Dực Hung, ta tu tập vô tình kiếm đạo, yên cảnh lo liệu vô tình kiếm đạo mà sinh, cho nên nàng và Tàng Tính Tiền Bối có chút tương tự. Theo vừa mới đến bây giờ, yên cảnh một mực tại bên tai ta, có chút rất kích động. Cho nên, ngươi đã hiểu à? Cái này vừa nói, Dực Hung mắt hổ khẽ giật mình, lập tức có chút nheo lại, theo đột nhiên nổi lòng tôn kính. Chính hắn thay vào một chút Khương Ngưng Y, nếu như Tàng Tính ở bên tai mình nhao nhao thời gian dài như vậy, hắn khả năng đều điên rồi, trực tiếp chiết kiếm cũng có thể. Mà Khương Ngưng Y vừa mới cũng chỉ là toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, nhiều nhất ném xuống sông cái này. Cái này định lực cùng tự kiềm chế lực của thực là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, so Trần Ca mạnh hơn nhiều. Phải biết, chính mình chỉ là kích thích Trần Ca một câu, Trần Ca liền đem chính mình ném trong nước. Đồng thời, Dực Hung còn lại bắt đầu bội phục vô tình kiếm tôn.
Có thể mang theo tàng tính loại này kiếm linh tu luyện tới đại thừa, khó trách sau cùng có thể thành công phi thăng. Nghĩ tới đây, Dư Khung trong giọng nói có từ đáy lòng kính nể. Ta hiểu được, Khương Chân Truyền, ngươi thật lợi hại. Nhất Thiên Tam theo Dư Khung mà nói đuôi kính thở dài. Ta cũng minh bạch, Khương Khương, ngươi thật lợi hại. Vốn là nghe được Dư Khung mà nói, Khương Ngưng Y liền có chút không kèm được. Nghe được Nhất Thiên Tam đột nhiên lên tiếng, nàng liền lộ ra mấy phần giờ khóc giờ cười, hỏi. Nhất Thiên Tam nha, ngươi minh bạch cái gì rồi? Cái này vừa nói, Nhất Thiên Tam nói ra. Ngươi có thế để cho hộ tổ đều cảm giác đến kịch liệt, nói rõ ngươi thật rất lợi hại. Dư Khung, khiêm tốn một chút. Nhất Thiên Tam, tốt. Khương Ngưng Y, đây thật là một đôi kẻ dở hơi. Sau đó, Khương Ngưng Y lấy ra chứa tổ huyết thạch hộp gấm, phóng tới Dư Khung trước mặt, nghiêm mặt nói. Dư Khung, ngươi có thể phân biệt tổ huyết thạch phẩm chất sao? Dư Khung khẽ vuốt cằm. Có thể, nếu là đổi thành Phương Trần hỏi hắn vấn đề này, hắn ít nhất phải đến một câu. Ta là Càn Khôn Thánh Hổ tộc mạnh nhất đế phẩm huyết mạch, làm sao có thể không thể? Nhưng đối mặt Khương Ngưng Y, hắn thôi được rồi. Khương Ngưng Y dựa theo Lý Yên dạy cho thủ quyết của chính mình, mở ra hộp gấm. Vậy ngươi xem nhìn viên này tổ huyết thạch phẩm chất như thế nào, ngươi phải chú ý chớ bị tổ huyết thạch hấp dẫn. Nói chuyện, nàng còn dự định bất cứ lúc nào xuất thủ, tránh cho Dư Khung mất lý trí. Dù sao nàng từng nghe nói, tầm thường yêu thú đứng trước phẩm chất cực tốt tổ huyết thạch lúc sẽ bị khí tức hấp dẫn cùng dụ hoặc, giống như điên mê muội, mất đi tự khống năng lực, cuồng chảy nước miếng. Mà Văn Tử Uyên cất giữ tổ huyết thạch, chỉ sợ sẽ không là cái gì phẩm chất không tốt tổ huyết thạch. Nhưng Dư Khung lại khẽ vuốt cằm, lộ ra tự tin. Yên tâm đi, sẽ không. Trên hộp gấm cỡ nhỏ trận pháp giải khai về sau, một cái giống như to bằng trứng ngỗng, nồng đỏ ướt át huyết sắc ngọc thạch đang lẳng lặng lơ lửng tại viên này tổ huyết thạch mặt ngoài. Đang có yêu thú huyễn tượng ngưng tụ hiện lên, hổ gầm chim hót, gà bay chó chạy, long phi phượng vũ, tượng kêu sói tru các loại. Nó không có dính vào hộp bất kỳ địa phương nào. Làm hộp mở ra một khắc này, nó thậm chí còn nghĩ bay ra ngoài. Bạch Khương Ngưng Y lập tức đem nó nhấn trở về, đồng thời tổ huyết thạch khí tức chính đang chậm rãi tràn ra. Dược Hung lập tức liền lộ ra mấy phần say mê thần sắc. Thậm chí bởi vì tổ huyết thạch mùi sinh ra có chút thất thần, nhưng bất quá một hơi thời gian, hắn liền lập tức khôi phục lại. Gặp Dược Hung hai mắt thư thái, Khương Ngưng Y không khỏi kinh ngạc. Thế mà có thể nhanh như vậy khôi phục thanh tỉnh, không khỏi quá lợi hại. Khó trách Dược Hung năm đó có thể tại thú lao loại kia không có chút nào linh khí quỷ hoàn cảnh bên trong, dựa vào khổ tu đột phá đến trúc cơ ngũ phẩm. Nàng vốn cho là mình còn đến ra tay trợ giúp Dược Hung khôi phục đây. Bất quá, Khương Ngưng Y lại suy nghĩ một lát sau, đột nhiên biết Dược Hung vì sao có thể khôi phục được nhanh như vậy. Sư huynh thế nhưng là chỉ tôn bảo nhân thể nha. Đối Dược Hung mà nói, hắn mỗi ngày cùng một khỏa còn sống tổ huyết thạch ở cùng một chỗ. Dù cho Phương sư huynh có Thiệu Tâm Hạt sư huynh đưa tặng hạt châu che lấp khí tức, chỉ sợ cũng sớm đã luyện liền như sắt thép ý chí đi. Mà tỉnh táo lại Dược Hung, nhìn lấy viên này to bằng trứng ngỗng tổ huyết thạch, không khỏi cảm thán. Cái này Văn Tử Uyên đến cùng là từ đâu làm đến như vậy cực phẩm tổ huyết thạch, thế mà lớn như vậy. Phải biết, chính mình lúc trước cùng Trần Ca tại Cửu Trảo Động phủ bên trong nhận được tổ huyết thạch mới trứng bồ câu lớn nhỏ, mà lại đối mặt cái kia trứng bồ câu thời điểm, chính mình cũng không có chút nào chảy nước miếng cảm giác. Nhưng viên này trứng ngỗng lại để cho mình có một loại 91/3 Trần Ca cảm giác. Cái này vừa so sánh liền biết, Văn Tử Uyên trứng ngạch, tổ huyết thạch so Cửu Trảo phẩm chất muốn càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Dư Khung không khỏi cảm thán nói, cái này tổ huyết thạch phẩm chất quá tốt rồi, ta cũng không dám nghĩ nó đến ta trong miệng có thể có bao nhiêu ăn ngon. Khương Ngưng Y giờ khóc giờ cười, cái này đều lộn xộn cái gì. Lúc này, Nhất Thiên Tam phát ra nghi vấn. Hầu tổ, lá gan của ngươi cái gì thời điểm nhỏ như vậy, ngươi phải dũng cả một điểm. Vừa mới nói xong, Dư Khung, Khương Ngưng Y, Vân Tâm Viện bị Nhất Thiên Tam lấy sức một mình làm đến trầm mặc hồi lâu. Về sau, Khương Ngưng Y mới khiến cho Dư Khung đem tổ huyết thạch thu lại. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Trần thu thập tổ huyết thạch đơn giản chính là vì cho Dư Khung sử dụng. Như vậy trực tiếp nhường Dư Khung bảo quản cũng là hợp lý, không cần nhiễu cái phần công. Nhưng Dư Khung lại cự tuyệt, cũng nhường Khương Ngưng Y chính mình giao cho Phương Trần. Gặp Dư Khung kiên trì, Khương Ngưng Y đành phải nhận lấy. Cùng lúc đó, Thúc Tình Quật, Phương Trần đứng tại Vương Tân bên cạnh, nghe bên tai bỗng nhiên vang lên tê tâm liệt phế gọi tiếng, lúc này ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Theo sát lấy, cái kia tê tâm liệt phế gọi tiếng vẫn còn tiếp tục. Đau, quá đau, ngươi vì sao muốn như thế đối với ta? Phương Trần, hắn nhìn thoáng qua Vương Tân. Vương Tân vội vàng nhỏ giọng giải thích nói. Phương Trần truyền, đây là một vị bị lừa gạt cảm tình, thân thể còn có thân hồn nam tu ngay tại trị bệnh nội tâm. Anh, lừa gạt cảm tình, thân thể cùng thân hồn. Phương Trần hơi lộ ra chấn động, theo lén lén lút lút hiếu kỳ nói. Còn mời nói tỉ mỉ. Vương Tân có chút xấu hổ, nhưng vẫn là giải thích nói. Phương Trần truyền, ngài đối với ta tông công pháp khả năng giải đến không phải rất thấu triệt, ta trước cùng ngài giải thích. Tại âm dương giao hợp bên trong, ngoại trừ tầm thường song tu bên ngoài, còn có một loại song tu phương pháp tên là hồn triển pháp. Hồn triển pháp có thể thân hồn song tu, trao đổi âm dương chi lực. Mà người này chính là thân hồn cùng thân thể nguyên dương đều bị người lừa gạt đi, mà cùng hắn cùng nhau tu luyện nữ tu thì cũng không phải là lần đầu.
Nguyên nhân chính là như thế, hắn cảm giác tình cảm bị làm bẩn, cho nên tinh thần sụp đổ, tâm ma sinh sôi. Chúng ta thúc tình quật người liền đang vì đó vượt qua tâm ma, hy vọng hắn có thể sớm ngày đi tới. Phương Trà nở một tiếng, thì ra là thế, lừa gạt pháo mà, có thể lý giải. Loại này bát quái trước kia cũng nghe qua, nhưng Phương Trần suy nghĩ một chút, không khỏi hỏi, cái kia lừa gạt hắn người, xem như ma tu sao? Không tính. Nghe vậy, Vương Tân lắc đầu, loại này lừa gạt, mặc dù cực kỳ hạ tiện, nhưng không tính ma đạo, dù sao cũng không có bị thải bổ đúng không? Phương Trần suy nghĩ một chút, khẽ vuốt cằm, cũng đúng, lừa gạt pháo mà, cũng không phải cắt người thận, chưa nói tới muốn đi Thánh Nguyên Tiên phủ trình độ. Theo sát lấy, Phương Trần đột nhiên đối thúc tình quật tò mò lên. Dù sao thiên tính của con người cũng là yêu thích bát quái. Ý niệm tới đây, Phương Trần trước không đề cập tới lấy dược tài sự tình, mà chính là làm bộ cùng Vương Tấn bắt đầu đi dạo. Sau đó, một bên lại có mấy đạo nam nữ khóc tiếng vang lên, ở giữa bên trong còn kèm theo tức giận giọng nữ. Vương Lực, người hỗn đản, cho lão nương nhập ma về sau, tất yêu đưa người chém thành muôn mảnh. Đem người vật kia đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, không thể trị liệu, lại để cho ngươi cả ngày lẫn đêm bị người cưỡng chế thải bổ, vĩnh viễn thống khổ không chịu nổi, muốn sống không được muốn chết không xong. Lại có người giận dữ hết, ta muốn tại ngươi bên trong hạ độc, nhưng mỗi một cái theo ngươi giao hợp người đều nhận hết khổ sở. Ông, người cũng không biết cái này hỗn đản đến cùng là làm sao thương tổn ta, nàng vậy mà theo cha ta cùng một chỗ, nàng chẳng lẽ không biết thân là nàng thúc thúc ta có bao nhiêu khổ sở sao? Van cầu ngươi trở về đi, ta cũng không tiếp tục đi cưới ngựa, ta sẽ chỉ thích một mình ngươi. Tuổi tác đến cùng có vấn đề gì á? Bất quá chỉ là 500 tuổi chênh lệch mà thôi, rõ ràng cũng có thể khắc phục à? Chẳng lẽ liền bởi vì ta là trưởng bối của ngươi, ngươi liền không thích ta sao? Phương Trần nghe một đường, vốn là dấy lên hưng phấn bát quái chi tâm trong nháy mắt lạnh thấu. Còn là các người tu tiên giả sẽ chơi à? Có một ít Phương Trần sau khi nghe xong thậm chí cũng không dám hồi tưởng, sợ ông nhiễm đầu óc của hắn. Nhưng nói trở lại, cho dù như thế đi dạo xuống tới một vòng về sau, cho dù có người nói đến một chút không thể công khai thảo luận mẫn cảm đam mê, nhưng Phương Trần cảm thấy tựa hồ vẫn là có thể lý giải. Dù sao, đám người này, lại kỳ hoa đều tốt, chung quy không có có yêu mến công pháp đó à. Phương Trần lắc đầu, dưới đáy lòng cùng Điền Sơn Liễu nói một tiếng không có ý tứ phạm tiện về sau, liền nhìn về phía Vương Tân, nói, Vương Tổng Quản, đa tạ ngươi mang ta tham quan thúc tình quật. Phương Trần truyền không cần phải nói cảm ơn, đây là vương mỗ việc nằm trong phận sự. Phương Trần mỉm cười. Mặt khác, lần này ta đến thúc tình quật, là vì thúc tình ti mà đến. Thúc tình ti chính là đối tiêu giao tôn giả có giúp ích dược tài một trong. Nghe được Phương Trần muốn thúc tình ti, Vương Tân hơi sững sờ, chợt khổ sở nói. Phương Trần truyền, thực không dám giấu giếm, không phải vương mỗ không muốn đem thúc tình ti bán cho ngài, là thúc tình ti còn chưa chế xong. Ồ, còn không có chế xong. Nghe nói như thế, Phương Trần ngơ ngác theo hỏi. Xin hỏi còn cần bao lâu mới có thể chế thành? Vương Tân phun ra nuốt vào nói. Cái này, chế thành thúc tình ti cũng không phải vấn đề thời gian, chủ yếu là tình cảm vấn đề. Tình cảm, giải thích thế nào? Thúc tình quật là linh giới duy nhất buộc tình chi địa, mà thúc tình quật liên là dựa vào thúc tình quật độc nhất vô nhị địa lợi, phối hợp tổ tiên lưu lại trận pháp, đem chúng tu sĩ giải quyết mà ra kịch liệt các loại tâm tình chế thành đối tu vi cùng thần hồn hữu ích chỗ thúc tình ti. Vương Tân thở dài một hơi, nhưng hôm nay, trước một nhóm thúc tình ti vừa đưa đi cho những người khác, cái này một nhóm thúc tình ti vừa mới kết thành mầm non, nếu muốn thành thục, chỉ sợ còn cần mấy trăm người tâm tình, mà lại, cái này mấy trăm người cũng đều được cùng vừa mới đám người kia một dạng kích động. Nói đến đây, Vương Tân lộ ra mấy phần ngượng ngùng cười khổ, rất là xấu hổ. Phương Trần ý hiểu hắn xấu hổ, nhiều như vậy người si tình, ngoại trừ đời trước đêm khuya internet, địa phương khác rất khó tìm. Nhưng Phương Trần suy nghĩ một chút, lại không chút nào tiếc nuối, ngược lại sờ lên cái mũi, muốn cười lại dừng. Thấy thế, Vương Tân sững sờ, Phương Trần truyền vẻ mặt này là có ý gì? Phương Trần tay làm hình của đấm, vội ho một tiếng, tiếp lấy cười hắc hắc nói. Cái này, Vương Tổng Quản, người si tình khó tìm, bất quá, có phải hay không tâm tình kịch liệt tồn tại đều có thể trợ giúp thúc tình ti tăng tốc tiến độ? Nghe vậy, Vương Tân khẽ giật mình, theo do dự gật đầu. Đúng, cái kia đã như vậy, nhóm này thúc tình ti, liền đều giao cho ta đẩy nhanh quá trình thành thục đi. Phương Trần ngượng ngùng cười một tiếng. Chính là cái này, linh thạch có thể hay không thu ít một chút? Thúc tình ti phương pháp thủy chung là nắm giữ tại dung thần thiên trong tay. Hắn không có ý từ trắng chơi, nhưng cái này vừa nói, Vương Tân anh một tiếng, không có đáp ứng, mà chính là nói ra. Anh cái này, Phương Trần truyền, cái này rất khó, mai thời gian ngắn, khả năng tìm không thấy nhiều người như vậy đến giúp đỡ. Nghe nói như thế, Phương Trần mỉm cười, mang theo vô tận tự tin. Yên tâm, ta không cần rất nhiều người, ta chỉ dựa vào ta khí linh là đủ rồi. Vương Tân vô ý thức cả kinh nói, thật hay giả, không thể không nói. Phương Trần chân truyền thân phận vì hắn mà nói mang đến cực mạnh sức thuyết phục. Nếu là đổi thành những người khác nói như vậy, Vương Tân phản ứng đầu tiên khẳng định là, con mẹ nó ngươi thổi cái mấy cái châu đâu, ngươi tại sao không nói ngươi là dung thần thiên lão tổ. Nhưng mặt đối Phương Trần, hắn phản ứng đầu tiên cũng là đến. Trời ạ, thật hay giả, một cái khí linh tâm tình lại có thể sánh vai mấy trăm người. Đây là cái gì truyền kỳ khí linh?
Cái này không khỏi làm cho người rất chấn kinh. Phương Trần nghiêm túc gật đầu nói, thật. Vương Tân nói ra, cái kia đã như vậy. Phương Trần truyền, con mời ngài mở ra ngài khí linh, ta hiện tại liền thông báo trưởng lão tới, nhưng hắn phối hợp ngài chế thành thuốc tình ti. Nói xong, Vương Tân còn lập tức truyền tin, thông báo trưởng lão tới. Rất hiển nhiên, hắn không cảm thấy Phương Trần đang gạt hắn. Thấy thế, Phương Trần lập tức gọi ra Tàng Tính. Tàng Tính xuất hiện về sau, liền lãnh đạm nói, Vương Tổng Quản, người tốt, ta chính là Phương Trần Khí Linh, Tàng Tính. Cái này băng lạnh liền giống như vạn năm băng sơn lời nói rơi xuống về sau, thúc tình quật bốn phía kịch liệt tâm tình đều dường như bị ảnh hưởng đến ngừng lại. Toàn bộ hành lang chỉ một thoáng hoàn toàn yên tĩnh. Vương Tân, hắn không khỏi mê mang nhìn Phương Trần liếc một chút, ngươi quản cái này gọi tâm tình kịch liệt.